Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Trước tình hình bệnh dịch hoành hành thế giới và làm ảnh hưởng tới việc học của sinh viên học sinh khắp năm châu, trường sở bị đóng cửa, sinh viên học sinh phải học trực tuyến tại nhà. Nhiều sinh viên các nước đang theo học bị cô lập không thể đi lại để tiếp tục việc học. Trước diễn ảnh đen tối ấy, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh rất quan tâm tới lĩnh vực giáo dục, vì đây là tương lai của nhân loại. Trong diễn ảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các trường sở giáo dục khắp thế giới hãy ngồi lại với nhau để học hỏi, thảo luận, hầu đề ra một chương trình giáo dục hiện đại và tân tiến để đào tạo những giới trẻ cho tương lai. Xin quý vị theo dõi kế hoạch thành lập Hiệp hội Giáo dục Thế giới của Tòa Thánh như sau. Đức Thánh Cha khuyến khích thành lập Hiệp hội Giáo dục Thế giới nhằm nâng đỡ lẫn nhau, tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Trong một thông điệp video được phát tán ra hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ Hiệp hội Giáo dục hãy tham gia cuộc họp trực tuyến được tổ chức nhân dịp Ngày hội về Môi trường Thế giới. Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 6 để đánh dấu các ngày lễ hội hàng năm. Thánh Bộ lo về Hiệp hội Giáo dục đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các bạn trẻ, phụ huynh và các thầy cô. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp bằng video đến cho cuộc họp nhằm hỗ trợ và khuyến khích các thành viên. Đức Thánh Cha nói, sau nhiều năm chúng ta đã từng thao thức về một vấn đề sẽ mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui, đó là một cộng đồng bạn hữu, một cộng đồng anh chị em. Đức Thánh Cha Francisco nói về Hiệp hội Giáo dục đã bắt đầu bằng một chương trình ngoài kế hoạch, giữa hai giáo chức đang đối diện với một cuộc khủng hoảng. Đức Thánh Cha nói thêm, nhiều khi các cuộc khủng hoảng đó phát xuất từ một lĩnh vực bạo lực. Ngược lại, việc giáo dục thường mời gọi con người xích lại gần nhau, đem lại ý nghĩa và do đó tạo ra những nét đẹp. Khủng hoảng và nét đẹp. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, hành trình học hỏi và gặp gỡ mang lại cho tâm trí của chúng ta ba hình ảnh đẹp. Lời kẻ khùng trong tác phẩm Con đường La Strada của Fellini, cuộc kêu gọi Thánh Matthew của Caravaggio và chuyện thằng khùng của Dostoevsky. Những câu chuyện này, theo Đức Thánh Cha, là những câu chuyện nói về một cuộc khủng hoảng, vì trong cả ba câu chuyện đều đề cập tới trọng trách của con người đang bị áp lực. Đức Thánh Cha Francisco giải thích cuộc khủng hoảng có thể đè bẹp chúng ta, nhưng cũng mở ra cho chúng ta một lời gọi vươn lên. Đó là lý do tại sao các cuộc khủng hoảng không có lạc quan nào thì rất nguy hiểm. Bởi vì nó làm cho con người mất phương hướng. Đức Thánh Cha nói, mọi người đừng bao giờ để mình rơi vào khủng hoảng này, ngay cả khi họ cảm thấy mình nhỏ bé và đơn độc. Trong cuộc khủng hoảng, nỗi sợ hãi xâm chiếm chúng ta, nó khiến chúng ta tự khép mình lại. Chúng ta thấy mình trống rỗng, mất hy vọng và không còn gì lạc quan tươi vui nữa. Cho nên, Đức Thánh Cha Francisco trích lại lời của văn hào Dostoevsky, cái đẹp sẽ cứu thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại rằng, Hiệp hội Giáo dục được sinh ra từ những cuộc khủng hoảng. Nhưng tổ chức không chống lại một nền văn hóa nào, cũng không chùn tay cáo chung. Thay vào đó, tổ chức trỗi dậy và lắng nghe tiếng lòng của những người trẻ. Giáo dục. Đức Thánh Cha nói, giáo dục không chỉ là học viết về các sự vật, nhưng giáo dục là biết lắng nghe để tạo ra văn hóa và sống văn hóa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu giáo dục không chỉ giúp biết lắng nghe, sáng tạo và sống nhân phẩm con người,
thì nó không được coi là giáo dục. Theo Đức Thánh Cha, thì giáo dục phải làm sao tạo lập được sự hài hòa trong ngôn ngữ với tư duy, cảm xúc và hành động. Và ngôn ngữ diễn tả được điều mà tâm trí con người suy tư, trái tim con người rung cảm và đôi tay con người hành động. Cộng đồng quốc tế gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Ngài thấy các sinh viên và thầy cô của nhiều quốc gia khác cùng nhau học tập, giao du và cùng nhau sinh hoạt tại các trường sở. Và Đức Thánh Cha cho cái trải nghiệm này giống như một cây ô liu, tạo ra một điểm đồng quy giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Đức Thánh Cha cho hay, việc trao đổi những ước mơ của trẻ thơ và thanh thiếu niên với những người lớn là điều cần thiết được xảy ra. Nếu không, thì sẽ không còn nguồn cội, không còn lịch sử, không có vận mệnh, không có sự phát triển và không có tương lai. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở cho các sinh viên rằng cùng một cuộc đời đã sinh ra chúng ta và có hướng chúng ta tạo ra những thế giới khác. Do đó, mọi người đều là những học trò của các thực tại, của ngôn ngữ và của niềm tin. Và những gì chúng ta học được không phải là một đối vật mà là cuộc sống, những lời khích lệ. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người phấn đấu tiến tới, nhưng đừng quên ba chữ này: lòng biết ơn, ý nghĩa và nét đẹp. Đức Thánh Cha nói, giống như các thầy cô nơi trường lớp, những người không kho kho giữ lấy cái học vấn cho họ, ngược lại, họ cho đi một cách tự nguyện. Chúng ta hãy tiếp tục gieo vãi và gặt hái, hãy ra đi và mỉm cười, trong khi đối diện với rủi ro, hầu vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Hiệp hội giáo dục. Hiệp hội giáo dục là một tổ chức quốc tế nhằm mục đích giúp con người đạt được một sự thành toàn của việc giáo dục, bao gồm các sáng kiến kỹ thuật, thể thao và nghệ thuật nhằm thăng tiến nền giáo dục và văn hóa. Hiệp hội này liên kết các công cuộc giáo dục của 190 quốc gia, bao gồm khoảng nửa triệu trường học và nhiều mạng lưới giáo dục khác nhau. Chúc mừng Thầy Sư Huynh Đa Minh Nguyễn Đức Nam, dòng Salesian, Đông Bosco, được bề trên cả bổ nhiệm làm người đảm trách cựu học viên Salesian thế giới. Roma, ngày 6 tháng 6 năm 2020, qua thông cáo báo chí ANS, thông tấn xã Salesian, cha bề trên cả Angel Atam, ngày 5 tháng 6 năm 2020, đã quyết định bổ nhiệm các đại diện cấp thế giới phụ trách các nhóm trong đại gia đình Salesian gồm có Linh mục Joan Luis Playa, phụ trách chính huyện Đông Bosco, VDB, và cộng tác viên CDB, Linh mục Alejandro Guevara, linh hướng của gia đình Salesian, Linh mục Luigi Camaroni là thỉnh cáo viên lo về các tiến trình phong thánh cho các thành viên trong gia đình Salesian. Thầy Sư Huynh Đa Minh Nguyễn Đức Nam, đặc trách cựu học viên Đông Bosco thế giới. Trong thông cáo báo chí, cha bề trên cả đã giới thiệu thầy Dominic Nam là một người có kinh nghiệm rộng rãi cả về châu Âu, đặc biệt nước Ý, và là một người Á Châu, nên thầy có đầy đủ kinh nghiệm về văn hóa và truyền thống Á Châu. Cha bề trên cả cho hay, ý định của Ngài là tránh một sự Âu Châu hóa hoặc Tây Phương hóa các sinh hoạt của gia đình Salesian. Đúng hơn, Ngài muốn có một sắc thái phổ quát hơn và cũng dành một chỗ quan yếu cho ơn gọi sư huynh trong tu hội Salesian cũng như trong đại gia đình Salesian, đặc biệt là hai nhóm chính là cựu học viên và cộng tác viên. Xin chúc mừng Thầy Sư Huynh Đa Minh Nguyễn Đức Nam trong sứ vụ mới và cầu chúc Thầy thành công trong việc liên kết và hoạt động của thành phần cựu học viên thế giới. Theo như tinh thần
và ước muốn của cha thánh Gioan Bosco. Thầy Đa Minh Nguyễn Đức Nam, 47 tuổi, sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, gia nhập đệ tử và nhà tập Selayien ở Ba Thôn, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 và trải qua quá trình hình đạo luyện ở Á Châu, chương trình sau tập viện ở Đà Lạt và Phi, chuyên môn tại các học viện ở Cebu và Baranyaki, Phi Lật Tân. Sau đó, học chuyên ngành tại Venezia, Ý và làm việc trong tòa soạn báo chí tại Vatican từ năm 2006 đến năm 2016. Sau khi về lại Việt Nam năm 2016, thầy đã đảm trách trung tâm huấn nghiệp chuyên môn về nhà hàng khách sạn Anne Maisen tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tỉnh dòng Selayien, Việt Nam, Mông Cổ. Thầy từng là điều phối viên các sư huynh và là người đứng đầu tổ chức Đại hội Sư huynh Selayien vùng Nam Á và Châu Đại Dương EAO lần thứ 7 ở Cây Long vào tháng 8 năm 2018. Tháng 2, tháng 3 vừa qua, thầy tham dự Tổng hội Selayien lần thứ 28 với tư cách là đại biểu của tỉnh dòng Việt Nam Mông Cổ tại Vodoko, thành phố Torino. Chương trình của chúng tôi đã hết. Cầu chúc quý vị nhiều an lành trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin quý vị cũng giúp phổ biến chương trình này tới những ai không có phương tiện như một cách truyền giáo. Mọi đóng góp xin gửi về tvvietcatholic@gmail.com. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.